Thể thức thi đấu mới lạ, bi chạm băng trước tính 2 điểm. Số lượng tay cơ đăng ký tham dự đã tăng gấp đôi so với năm ngoái, lên đến 48 vận động viên. Đặc biệt, giải đấu có sự tham gia của tay cơ Nguyễn Văn Trí, là quyền chủ tịch Liên đoàn Bia và Snooker thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì số lượng vận động viên tham dự đông ngoài dự kiến và trình độ chuyên môn của khách mời được nâng lên, nên chắc chắn tay cơ Nguyễn Huy Hoàng của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ rất khó khăn trong việc bảo vệ danh hiệu vô địch mà anh đang nắm giữ. Với cái thể thức mà chạm băng tính 2 điểm thì theo tôi đây là một trong những điểm rất là thú vị và cũng sẽ là một trong những điểm nhấn cho những cái đường bi đẹp và những chúng ta hay còn gọi là những cái đường bi trick shot đó. Những cái đường bi nó rất là khác so với bia ba băng truyền thống. Và tôi tin là các vận động viên khi đăng ký thi đấu cũng sẽ cảm thấy hứng thú hơn trong cái việc mà thi triển các cái đường cơ của mình. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2023, Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên và Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng giải bia ba băng thanh niên mở rộng lần 2, Cúp Việt Value 2023. Giải đấu dành cho các vận động viên không chuyên đang làm báo và cả khách mời là các tuyển thủ quốc gia. Theo kết quả bốc thăm, tay cơ Nguyễn Huy Hoàng sẽ đối đầu với tay cơ Nguyễn Minh Tâm của Báo Nhân Dân. Đây được đánh giá là trận đấu rất hấp dẫn, bởi trong khi Huy Hoàng là nhà đương kim vô địch nội dung Karom 3 băng, thì đại diện của Báo Nhân Dân chính là nhà vô địch nội dung Karom 1 băng năm 2022. Tôi sẽ chạm trán vận động viên đã giành ngôi vô địch nội dung bia Karom năm ngoái, Karom 1 băng năm ngoái. Thật ra anh em tôi cũng đúng đã quen biết với nhau từ trước, tuy nhiên là chưa có lần nào chạm trán với nhau trên bàn đấu 3 băng. Thì hy vọng là sẽ có một trận đấu kịch tính, thú vị với Minh Tâm, nhà đương kim vô địch nội dung Karom 3 băng 1 Karom 1 băng vào năm ngoái. Giải Bia ba băng thanh niên mở rộng lần thứ 2 Cúp Việt Value 2023 do Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên và Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức sẽ chính thức diễn ra sau lễ khai mạc vào sáng 24 tháng 6 tại câu lạc bộ Nguyễn Du Thành phố Hồ Chí Minh. Giải có sự hỗ trợ chuyên môn của Trung tâm Thể dục Thể thao Quận Nhất Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ môn Bia Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cần một cái giải nó hấp dẫn hơn. Giải sau nó phải hay hơn giải trước. Chính vì vậy thì tôi cảm thấy là cái một băng hay là cái nội dung clip là nó thứ nhất là anh em có chơi nhưng mà nó không hấp dẫn, đặc biệt là không hấp dẫn trên truyền hình, nhưng ba băng thì rất là hấp dẫn vì đường bi nó đẹp. Chính vì vậy tôi nghĩ là chúng ta có thể là chơi với nội dung đó. Vì sao? Vì trên thực tế tôi cảm nhận là bia quốc tế đó, người ta cũng chơi nội dung đó, thì chúng ta phải chơi cái đó thì chúng ta sau này mới ra quốc tế người ta chơi được. Thực ra khi tổ chức cái này thì tôi mong muốn là tôi sẽ là độc quyền của giải này luôn. Nên dù kinh tế khó khăn hay không, tôi vẫn cố gắng đồng hành cùng Báo Thanh Niên. Cơ cấu giải thưởng năm nay cũng tăng so với năm ngoái. Các tay cờ thứ hạng cao còn được nhận những quà tặng có giá trị khác từ các đơn vị như Dilavi Group, hệ thống Bia Phúc Thịnh, Bia Phong, Bun Bun, Cà phê Ông Bầu, Becamex IDC, công ty Nexus, Bảo In Sport, nhãn hàng Bun Bun. Đặc biệt, giải đấu còn ghi nhận những giải thưởng phụ vô cùng hấp dẫn như giải dành cho tay cờ đi nhiều điểm nhất trong một lượt cờ hay giải dành cho tay cờ kết thúc ván đấu trong một lượt cờ. Các giải thưởng này khích lệ các vận động viên thi đấu xuất thần với những đường bi đẹp mắt và mang lại giá trị chuyên môn cao cho giải Bia ba băng thanh niên mở rộng lần thứ 2 Cúp Việt Value 2023.